Sao anh mùng 8 này nha? Tao cũng bảo anh mùng 10 nha. Mày Dương á? À mà. Là chỉ ra mình không còn cái chỗ nào nữa thì phải không? Mày mùng 8 mời Dương. Mời gì à? Mời mà bà nhóm kiện thì không mời. Cánh đồng người vườn làm đấy hết chứ? Hả? Làm gì? Đám ấy. Nhanh rồi nó đi qua. Gọi đi. Cá ơi. Đang đến đấy. Đấy đang đến đấy. Chắc đã.